Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay, 17 tháng 8, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của 7 dự án để chúng ta nhận được điểm coin. Dự án đầu tiên sẽ là Hamster Combat. Với những cái dấu chấm tròn, các bạn sẽ nhấp nhẹ tay ở trên màn hình, sau đó các bạn buông ra. Còn với dấu gạch ngang thì các bạn sẽ giữ nì ngón tay trên màn hình khoảng 1 giây rồi các bạn buông ra. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn chi tiết chúng ta thao tác nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục mật mã hàng ngày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập chữ A đầu tiên sẽ có dấu chấm này, một dấu chấm và một dấu gạch ngang. Chữ C sẽ có một gạch ngang, một chấm tròn, một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ H sẽ có bốn dấu chấm tròn nhé. Chữ V sẽ có ba dấu chấm tròn, một dấu gạch ngang. Như vậy là mình đã mở khóa thành công và nhận được 1 triệu xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với danh sách nhiệm vụ. Ở đây thì sẽ có 2 video để cho các bạn xem. Xem xong thì 1 tiếng sau các bạn vào đây nhấp kiểm tra để nhận được 100.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với danh sách nhiệm vụ. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào mục yêu cầu bồi thường để điểm danh và nhận phần thưởng mỗi ngày. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án MemeFi. Mật mã của MemeFi ngày hôm nay sẽ là 3312. Ngày hôm nay thì mình đã lên level 12 và bây giờ thì mình sẽ thử chia con này theo cái cách là số 1 ở khuôn mặt, số 2 ở ngực và số 3 là ở dưới bụng này, số 4 ở chân. Bây giờ thì mình sẽ thao tác nhé. 3312. Con này mình chia như này nó không cân rồi, bây giờ mình sẽ phải chia lại. Số 1 chúng ta sẽ lấy ở trên đỉnh đầu này, số 2 là khuôn mặt, số 3 là ở cái vùng ngực này và số 4 ở chân. 3312. Như vậy là mình đã nhận được 500.000 xu. Với con này thì các bạn cần phải chia cái số 1 ở đỉnh đầu nhé, số 2 ở khuôn mặt và số 3 ở chỗ vùng thân này, vùng người này, số 4 này ở chân. Lúc đầu mình chia không được và lần thứ hai mình chia lại mới được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án Pixelvert. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào một phần thưởng và chúng ta sẽ claim điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục Tiny Combo nhé, vào mục chơi. Chiếc thẻ đầu tiên sẽ là thẻ này. Thẻ thứ hai là chiếc thẻ này nhé. Thẻ thứ ba đây. Và đây là chiếc thẻ thứ tư. Chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra. Nó báo hoàn thành 100% là chúng ta đã mở đúng thẻ. Chúng ta sẽ nhấp vào yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục Tiny Combo này. Và chúng ta sẽ mở thẻ trang số 1 trước. Đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Chiếc thẻ thứ hai chúng ta sẽ vào trang số 3 này. Và các bạn sẽ kéo lên. Đây là chiếc thẻ thứ hai của ngày hôm nay. Chiếc thẻ thứ ba chúng ta sẽ mở trang số 4 này nhé. Đây là chiếc thẻ thứ ba này. Như vậy là mình đã mở 3 thẻ thành công để nhận được 5 triệu xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Time Farm. Các bạn sẽ vào mục kiếm này và chúng ta sẽ nhấp vào lời tiên tri của thời gian. Tiếp theo nhấp vào quyển lịch. Tiếp theo thì sẽ nhấp vào số 2024, kéo lên chọn 2021. Và chúng ta sẽ ấn mũi tên quay trở lại tháng 4 này. Rồi chúng ta sẽ chọn ngày 23. Tiếp theo nhấp vào mục set này. Kết quả sẽ là 23 tháng 4 2021. Chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra ngày. Và nhấp vào yêu cầu để nhận phần thưởng 100.000 xu. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn staking để gửi lấy lãi và chúng ta nhận thêm cái phần thưởng thụ động
chúng ta sẽ vào mục kiếm này và mục đặt cược. Ở đây các bạn sẽ nhấp vào mục cổ phần này và chúng ta lưu ý là ưu tiên chọn 3 ngày nhé. 3 ngày thì cái phần thưởng nó sẽ nhiều hơn, cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục tiếp tục. Và đây mình sẽ chọn mắc là mình gửi hết cái số coin mình đang có này, số token mình đang có. Rồi nếu mà nó báo đỏ thì các bạn nên giảm đi một số nhé. Ở đây của mình là 32794169 thì nó không được thì chúng ta sẽ xóa số 9 đi, thay vào đó là số 8 là được. Rồi chúng ta sẽ nhấp tiếp tục. Mình gửi 32 triệu thì sau 3 ngày mình sẽ nhận được là 982.000. Bây giờ mình sẽ nhấp vào mục cổ phần. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Onus. Ở giao diện chính các bạn sẽ nhấp vào mật mã ngày. Và chúng ta sẽ mở cụm từ đầu tiên là 349. Chờ nó tích xanh xong chúng ta sang cụm thứ hai là 925. Và cụm cuối cùng sẽ là 865. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 2.000 cái đồng ONX này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Jockey Rabbit. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục ơn và nhấp vào điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục mở chứng phục sinh. Chứng phục sinh của ngày hôm nay thì thẻ đầu tiên các bạn sẽ nhấp vào mục fan ở đây. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái đồng tiền nó ẩn ở góc trên này. Như vậy là chúng ta đã mở được một thẻ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ về lại giao diện chính, nhấp vào con thỏ này. Ở giao diện chính này thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục bot ở đây. Ở đây hình như không có rồi. Ở đây hình như có chỗ này này. Ở cái mục tia sét này. Ở đây có một cái thẻ đây các bạn nhé. Như vậy là mình đã mở được hai thẻ rồi. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại giao diện chính này. Và nhấp vào mục tia sét bên này. Bên này không phải. Mình phải loanh quanh tìm mãi mới thấy nó ở trong cái mục ơn này. Các bạn sẽ vào đây mở cái thẻ thứ ba. Chúng ta sẽ kéo lên. Và chúng ta sẽ nhấp vào cái mục like comment này. Cái này nó là cái thẻ của Instagram. Đây các bạn sẽ nhấp vào đây nhé. Rõ ràng là cái này mình thấy đúng mà. Nhưng cái này không phải. Nó sẽ có hai cái thẻ Instagram. Đây là một cái thẻ làm nhiệm vụ. Còn đây là một cái thẻ mà chúng ta sẽ mở để lấy cái đồng tiền 1 triệu xu của cái chứng phục sinh. Nó sẽ là cái thẻ này các bạn nhé. Thẻ nó ẩn chìm đây này, không phải là cái thẻ nổi này đâu. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Và đây các bạn sẽ thấy nó giấu cái đồng tiền ở đây. Chúng ta sẽ nhấp vào claim để nhận phần thưởng 1 triệu xu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái giao diện chính này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cụm từ của dự án này. Cụm từ khôi phục ví này thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn ở trên tài khoản của mỗi người. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là sắp xếp làm sao cho nó lần lượt từ số 1 cho đến số 12 theo đúng như cái bảng mẫu này. Thì chúng ta sẽ nhận được là 2 triệu 500 nghìn xu. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ vào mục ơn ở đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái dòng thứ hai này. Nhấp vào Do It Now. Với số 1 này thì mình sẽ phải chuyển từ số 5 lên. Số 2 thì mình sẽ chuyển từ số 7 lên này. Của các bạn có thể là các số khác nhau, nó không giống của mình nhé. Nhưng kết quả cuối cùng nó giống nhau là được. Số 3 thì để nguyên. Số 4 thì chúng ta sẽ chuyển từ số 11 lên. Số 5 chuyển từ số 12 sang. Số 6 để nguyên. Số 7 chuyển từ số 10 sang. Số 8 chuyển từ số 10 lên. Số 9 chuyển từ số 12 sang. Số 10 để nguyên. Số 12 chuyển sang số 11. Và chúng ta sẽ nhấp vào đây để kiểm tra xem đúng chưa. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào claim để nhận phần thưởng 2 triệu 500 nghìn xu. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 7 dự án để nhận được điểm coin. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.